Kiểu như tôi là fan của The Bad God bởi vì đồ quá chất lượng luôn đấy mọi người. Sản phẩm vừa mới ra cho nên tôi tậu liền luôn. Và để xem thử là em jacket varsity này sẽ như thế nào nha. Đây sẽ là tổng thể của chiếc áo chúng ta. Đằng sau có một chữ G khá là chất. Thì đây là dòng The Bad God Premium Class nha mọi người. Phần tên thương hiệu được thêu khá là xịn sò. Vẫn sẽ là chất liệu vải dạ cao cấp, không xù, không giãn nha mọi người. Tôi vẫn ấn tượng ở phần da ở phần tay áo như thế này. Phần họa tiết chữ G đằng sau á là da viền thêu nha mọi người, rất là tỉ mỉ luôn. Form thì rất là trẻ trung và năng động luôn. Riêng bản thân mình thì khá là thích cái họa tiết đơn giản như thế này. Hai phần túi hai bên thì nó hơi cạn một xíu nha mọi người. Nếu như mà brand có xem video này thì tôi nghĩ là brand thiết kế một cái túi ở trong nó sẽ ok hơn. Nhưng tổng thể thì áo vẫn rất là chất lượng với 5 lớp anh em bỏ ra nha. Dày dặn mặc ấm nè, dễ phối đồ nè, rất là hợp gu thời trang luôn. Cho nên tôi rất là recommend em có một chiếc áo như thế này cho tủ đồ của mình nha. Và nếu như anh em chưa biết chọn size như thế nào á thì comment bên dưới để tôi tư vấn size nha. Tìm nó ở phần giới hàng hoặc là góc trái màn hình của mình. Hy vọng mọi người sẽ thích bài review này. Mình là Kenzie, giờ thì see ya.